Bữa ăn sáng bất ổn cùng những đứa bạn. Hai, mình là Bảo Di đây. Hôm nay mình sẽ ăn sáng tại trường mình nha. Hôm nay thực đơn gồm có cơm gà và mì thịt. Mình là mình ăn mì thịt nha mọi người. Cùng theo chân mình lấy nước dùng nào. Bây giờ mình đang chờ xếp hàng nè. Bây giờ mình sẽ lấy muỗng đũa và di chuyển ra bàn ăn nha mọi người. Cái gì vậy bà nội? Mình sẽ ngồi ở đây nha. Phúc Đạt thì ăn cơm gà nè. Bây giờ mình sẽ ăn thôi. Nước mì thì đậm đà, thịt thì siêu mềm. Đây là thằng bạn của tôi thì nó đang làm giống thánh nước muối á. Tôi thì đang thưởng thức món ăn này rất là ngon. Ôi ơi, trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Ý, chịu được quyến quyết của bạn tôi nè. Rồi, coi cái mặt của nó kìa. Thấy được đồ ăn là mặt hứng hai hứng khởi à. Vừa ăn ngon quá, nó gặm cả xương gà luôn nè. Bây giờ thì nó chợm lại đồ ăn của tôi nè. Nhìn ăn coi ngon chưa kìa. Bây giờ mình sẽ đi dọn tô nha. Trường của tôi thì giáo dục theo tính tự lập. Nhìn tụi mình rửa tay có ngoan không nè. Coi bạn tôi giỡn nè mọi người. Trời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với.